chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Môi trường và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay rác thải nhựa, túi ni lông từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người xả ra môi trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường sống, sức khỏe con người ngày càng thêm trầm trọng. Để giải quyết những mối đe dọa toàn cầu từ rác thải nhựa và túi ni lông, bắt đầu từ tháng 4 năm 2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào chống rác thải nhựa và giải quyết ô nhiễm nhựa và ni lông, nhằm tuyên truyền vận động kêu gọi mọi người cùng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn xem qua phóng sự sau. Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về suy thoái ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa hay còn gọi là ô nhiễm trắng. Lượng rác thải nhựa đang ngày càng gia tăng. Nếu chúng ta không có các giải pháp hữu hiệu kịp thời, thì những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Đây là những hình ảnh thường ngày khi những ai tham gia giao thông trên các tuyến đường như quốc lộ 22B, tỉnh lộ 19, hay các tuyến đường liên ấp, liên xã, Hương Lộ. Đây là một bãi rác gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu. Nơi đây, mặc dù có biển cấm đổ rác, nhưng hình như ý thức của những người này vẫn chưa được đả thông. Hình thức cấm đoán hay biển cảnh báo phạt tiền vẫn chưa làm cho họ nể sợ tuân thủ pháp luật. Theo tìm hiểu, thì những người quen việc quăng rác bừa bãi thường hay canh đường vắng hoặc giờ tối, ít người qua lại, để họ dứt rác ra đầy đường. Và cũng từ những việc gây bất bình, bức xúc cho người tham gia giao thông, cũng như nhân dân sống gần khu vực có đống rác như thế này, nên đã có địa phương dùng biện pháp mạnh bằng cách gắn camera giám sát như ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Nơi đây đã dần ngăn chặn được tình trạng quăng dứt rác sinh hoạt của nhà mình ra đường. Nhưng nơi nào không có mắt camera theo dõi giám sát thì tình trạng này càng thêm trầm trọng. Có một số người ta không có đất á, các cái nhà hết rồi đó, người ta cũng quăng bị bạ vậy đó. À, cũng có số người đó không ý thức á, thì lý thú người ta còn đất nhiều thì ra còn chỗ đốt. Mà cái số người mà các nhà không có chỗ đốt, người ta phải quăng canh nửa đêm rồi đi ta quăng à hả? Rồi có một số người. À, giờ mình nếu đó đặt tốt đâu ha, thấy vậy không? Rác thải, túi ni lông, bọc mũ, ly nhựa hiện coi như là thói quen của những bà mẹ, chị em và những ai đi chợ, hàng quán. Cứ tiện dụng đi mua món gì đựng được bằng bịch ni lông thì cứ cầm. Nhưng mọi người đâu biết được rằng sau khi sử dụng, hậu quả khôn lường khi sử dụng trúng bọc mũ được sản xuất từ nhựa ô nhiễm khi gặp nóng sẽ thoát ra theo thức ăn như hủ tiếu, bánh canh mà mọi người vẫn ăn hàng ngày. Trao đổi với chúng tôi về tác hại của rác thải nhựa trong buổi tọa đàm, ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết. Thực tế nhiều loại túi ni lông làm từ dầu mỏ nguyên chất khi chôn lấp và sẽ ảnh hưởng tới môi trường đất, môi trường nước. Còn khi đốt nó sẽ ra tạo ra các khí thải có chất độc như là dioxin và furan, gây độc tố ảnh hưởng đến tới tuyến nội tiết, gây ung thư, giảm khả năng miễn dịch, nhằm giảm thiểu hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng việc sử dụng các túi thân thiện với môi trường. Thực như là đã triển khai kế hoạch số 1085 ngày 29 tháng 5 2019 về triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thì gần đây Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 2046 ngày 19 tháng 9 năm 2019 về thực hiện các hoạt động chống rác thải nhựa và hưởng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Thì ngày 23 tháng 9 năm 2019 đã triển khai thực hiện chương trình tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành, Ủy ban dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thì tại buổi phát động phong trào, Sở Tài nguyên Môi trường đã ký kết thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa với bãi siêu thị và cửa hàng tiện ích hoạt động trên địa bàn tỉnh với các nội dung như là tập huấn, hướng dẫn, truyền thống cho nhân viên thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.
hướng dẫn tuyên truyền cho người dân thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa, rồi áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của đơn vị, lồng ghép cái nội dung giảm thiểu chất thải nhựa vào đơn vị hoạt động của đơn vị để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả và chất lượng cao. Thì hiện nay cũng có nhiều cái sản phẩm thay thế đồ dùng nhựa dần được đưa vào sử dụng tại Việt Nam như lõi hút bằng kim loại, tre, bọc gạo, ly giấy sử dụng một lần, bình đựng nước bằng inox, bình giữ nhiệt, hộp cơm thủy tinh hay là inox giữ nhiệt, các loại túi giấy nến, túi vải cũng là những giải pháp nhằm giảm thiểu tiêu thụ và bãi bỏ những đồ dùng nhựa nói chung ra môi trường. Việc hạn chế sử dụng nhiều lần một loại túi ni lông truyền thống nhằm kéo dài vòng đời thải bỏ của chúng là một cách giảm phát thải. Còn đây là trên tuyến tỉnh lộ 784, khu vực giáp ranh giữa xã Cầu Khởi và xã Trung Mích, huyện Dương Minh Châu. Rác sinh hoạt bị dứt tràn lan cả một đoạn đường, thậm chí bay ra lấn luôn khoảng lề dành cho xe mô tô như thế này. Hay khu vực ngã ba Bầu Đồn, trước cửa Ủy ban Nhân dân xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu, gần 500 mét giữa khu dân cư đông đúc, nhưng tình trạng quăng dứt rác thải sinh hoạt gây bất bình cho nhân dân sống xung quanh khu vực này. Mặc dù nơi đây chính quyền địa phương lắp đặt hàng chục biển cảnh báo sẽ phạt tiền, nhưng xem ra cũng không ăn thua gì. Thậm chí con kênh gần ủy ban xã cũng bị rác thải như thế này. Xem ra việc phản ánh trên các con đường là do ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, nhưng thật sự thì vẫn còn có nơi việc thực hiện bảo vệ môi trường mà lại gây ô nhiễm cho cả một khu vực dân cư, gây bức xúc từ hơn một năm nay chưa được giải quyết triệt để. Đó là khu vực bãi tập kết rác của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Môi trường Thành Tiến Vina, thu gom rác thải tập kết cuối đường Hùng Dương thuộc khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu. Người dân nơi đây bức xúc. Tôi cũng bức xúc về vấn đề điểm tập kết rác tại cuối đường Hùng Dương tại thị trấn Gò Dầu. Tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền để vào cuộc xử lý ngay cái bãi rác mà đã tập kết ở tại trước cửa nhà tôi. Lắm lúc họ đem nước thải họ xả tràn lan trên đường, tôi rất là bức xúc. Tôi đã có nhiều lần báo với cơ quan chức năng rồi, mà tới nay hiện tại là được 2 năm rồi mà cơ quan nào cũng chưa giải quyết được hết, để giờ đi nơi khác để cho bà con chúng tôi để cuộc sống nó sạch sẽ chút xíu. Để gì đâu, trời mưa tới thì nước đen chảy ra đường, còn hả nếu mà trời nắng thì mùi hâu thối đại bay vào nhà tôi. Tôi sáng một khi mà tôi mở cửa là cả gia đình tôi còn phải lại sau hè trốn, chứ không được ở trước nữa, tại vì mùi rác quá thối. Rồi thậm chí xe rác tới cuốn rác mà còn phải đem nước thải xả tại chỗ luôn. Tới nay mà chưa cơ quan nào để giải quyết được hết cái vấn đề này. Những thậm chí cả hai bên lề đường làm rác xả láng lên trên lề đường. Cả bức xúc, tôi bức xúc nhiều lần lắm rồi, nhưng tới giờ này chưa ai giải quyết được hết. Tôi cũng mong muốn cơ quan phải vào cuộc xử lý ngay về vấn đề cái bãi rác này, để giờ đi nơi khác để trả lại hiện trạng ban đầu cho chúng tôi. Đây là nơi khu dân hóa, khu đô thị mà khu thị trấn Gò Dầu mà làm ngay tại trước ngõ như vậy là tôi rất là bức xúc rồi. Được biết, mặc dù người dân nơi đây đã kiến nghị nhiều lần, chúng tôi đã thông tin trước đây, nhưng tình trạng này ngày càng trầm trọng hơn trước. Rác thải thì thu gom không sạch sẽ, rời rải như thế này. Nước thải thì xe vận chuyển, trước khi chở đi, xả trực tiếp ra môi trường, gây bức xúc cho người dân sống xung quanh vì mùi hôi thối kinh khủng này. Để vấn đề rác thải sinh hoạt không còn gây bức xúc, thì mọi người, mọi nhà cần có ý thức khi sử dụng những loại rác thải nhựa chỉ sử dụng một lần. Mọi người bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên liệu, lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên năng lượng, thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lông, thông qua việc mua sắm trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày, sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường. Chương trình Môi trường và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.